Mà ngày xưa thì còn anh Đàm Vĩnh Hưng có những lúc thì còn phản pháo lại với cả quý vị khán giả, nhưng mà sau đấy gần đây là không thấy điều đó nữa, thì đã thấy rõ cái sự thay đổi. Thì cái điều gì đã làm cho anh Đàm Vĩnh Hưng thay đổi? Thì mình phải tự biết đó là ý kiến của xã hội, của rất nhiều người, cái gì mà đúng nghe và chỉnh sửa, còn cái gì không đúng thì mặc kệ. Và cái điều quan trọng mà anh thay đổi á, anh thẳng thắn là đúng chính xác, cũng có nóng tính nữa. Điều thay đổi lớn nhất của anh là con anh Polo đã thay đổi anh rất nhiều, và anh không cần tha thiết đôi co lời qua tiếng lại với ai á, ai nói gì nói, phỏng vấn hỏi hồi xưa hỏi gì cũng trả lời hết trơn á, bị điên đó. Giờ hỏi có những cái nữa, thôi thôi làm ơn tha cho tôi đi, tôi không trả lời đó, đó là sự thật. Vâng. Cho nên là con anh là muốn con anh đọc thêm những cái điều không hay nữa đó, những điều đẹp đẽ thôi. Vâng. Cái điều quan trọng nhất với anh ở trong độ tuổi này là gì? Sức khỏe, sức khỏe và sự bình an nó sẽ cho mình yên ổn trong cuộc sống lắm. Mình có thể làm tất cả mọi thứ đều mà không một cái sự phân tâm nào bởi sóng gió cả. Tại vì khi mà bất an hay là drama hay là gì đó, nó luôn luôn chiếm hết tất cả tâm trí của mình, nếu không làm thực hiện được những cái điều, thậm chí bữa cơm mình ăn cũng không ngon, Vâng. đó. Ngủ xuống cũng ngủ yên, chơi với con cũng không không hoàn toàn tâm toàn trí nữa. Cho nên là cái sức khỏe và cái bình yên cái quan trọng nhất. Vâng. Và cái lần đầu tiên mà anh live stream bán hàng là vào đợt dịch Covid, thì anh có e ngại là quý vị khán giả đang nghĩ là một ca sĩ hạng A mà lại phải live stream bán hàng, mà lại là anh Đàm Vĩnh Hưng nữa, thì anh có e ngại về điều đấy? Em ơi, xã hội bây giờ nó văn minh kinh khủng khiếp luôn. Cũng anh là những người đi đầu, nên Vâng, là cũng chính xác gặp đấy. gặp nhiều sóng gió, gặp nhiều tất cả. Nhưng em ơi, cái hiệu quả mà anh thu về là cái gì? Có cần chứng minh không vậy? Chưa bao giờ tưởng tượng là 12.000. 12.000 đơn hàng. Yes. 12.000 cái đơn hàng ở đâu ra, ở thời đại nào, thời cuộc nào có thể bán một lúc đó, cho một năm còn chưa bán được ngay tại chỗ cửa hàng 12.000 đơn hàng, ở đâu ra mà nó lại một cái trào lưu của trendy nữa, anh cũng ngạc nhiên luôn á. Thiếu tiền thì không thiếu, nói thiệt, tiền bự để sống, không làm không đi hát 6 tháng trời để chuẩn bị làm live show, cuối cùng dịch đổ cái rầm luôn, nghỉ 6 tháng luôn, đúng thiệt luôn, là dùng cái tiền đó sống đó, mà còn nhiều người thân yêu của mình nữa, đâu có sợ đói đâu. Nhưng mà tại vì sao biết gì làm hết trơn á, làm gì giờ ăn rồi cứ ở nhà suốt, là mà mình muốn gặp khán giả của mình nữa, livestream hát thì cũng nhàm quá. Trong khi cái vua biển của mình á là cái sản phẩm người ta đang rất cần trong mùa dịch luôn. Em ơi, hạn thì để 3 năm mà chỉ cần ship đi thôi mà chỗ nào cũng ăn uống được hết trơn, rất cần luôn. Cần tới mức một quân đội đặt hàng của anh. Không đủ hàng, không đủ. Và tất cả phải huy động tất cả cái lon hàng kho của rất nhiều nhà máy ở ngoài Nha Trang, nhà máy mẹ đó. Không xuất đi nước ngoài nữa mà chỉ dành tập trung cho anh thôi, để phục vụ cho nhà trong nước. Nhưng mà anh có sợ là Mấy triệu đơn hàng, mấy triệu cái lon cá đó được sản xuất, đâu ai biết nữa. vâng, wow, con số khủng khiếp luôn á. Mấy triệu lon hàng đơn cá nha. Mà cái lon không nhập vô được, không đi ra, không ra không vô gì được hết trơn á. Vâng. Nhưng mà mình làm cái việc đó mặc dù mình đang làm để mình buôn bán thôi, nhưng mà anh có sợ là quý vị khán giả nghĩ rằng Đàm Vĩnh Hưng đã hết thời rồi mới làm như vậy không? Đó là câu nói của những người không ưa mình, mọi người kém hiểu biết và kém văn minh. Bây giờ những cái người mà đang sống thời đại này nè, có mua hàng ở trên livestream không? Có ăn uống bằng những món hàng mình đang book ở trên livestream không? Thì mình không đặt hàng thì con cháu mình, em mình cũng lên mạng order đặt hàng về, xong cả nhà cùng ngồi ăn với nhau. Vâng. Rồi mua một cục xà bông mà chai dầu đầu mình có tắm không? Có. Mình có cất công đi ra ngoài kia chạy ra ngoài đường mua không? Hay mình muốn nằm ở nhà thôi là người ta ship tới nhà mình. Không có những người đó thì làm sao họ phục vụ được cái nhu cầu của mình, đúng không? Mà thời buổi bây giờ mình mở hàng ra bán đi, nhà mình mở một cái shop ra bán đi, có cần livestream để bán hàng để nhiều đơn không? Cần chứ, đúng không? Em mình, em gái mình, vợ mình livestream bán hàng nhiều đơn, được nhiều đơn, có tiền lo cho con cái mình, cho cuộc sống của mình, thích không? Thích, Bán đúng được không? 12.000 đơn hàng Còn luôn. không thôi ngồi yên đó chờ khách lại giãn like ra vô mua được vài món ế, không có tiền, vợ chồng không vui, gây gổ, muốn chọn cái nào, thấy không? Mình lớn lên một chút đi các bạn, mình trưởng thành một xíu đi nha, để nói một cái nhân vật như Hưng, một cái người có cái đầu như Hưng, để mà hết tiền, để mà hết thời đó, để phải đi cần mà sống vào cái việc mà livestream bán hàng, thì bạn quá tầm thường trong suy nghĩ về Đàm Vĩnh Hưng. Thế vậy là có khi nào mai mốt ở Việt Nam mình đang có rất nhiều các chiến thần để livestream, mai mốt có khi nào xuất hiện một chiến thần mang tên Đàm Vĩnh Hưng? Không,
nó cái giai đoạn nóng nó qua rồi, bây giờ có nhiều người giỏi lắm em ơi, cái duyên dáng về ăn nói hài hước, thậm chí có những người chửi bới ông sùng mà là đáng hàng được nhiều cái gu cái người mình công chúng mình vậy đó. Anh muốn nói về cái gu của mọi người, nhưng mà có những người bán hàng vậy đó đông khách kinh khủng luôn, bán hàng rất nhiều. Anh thấy vậy có những cái comment nào, có những cái điều gì mà khiến cho anh bị ám ảnh đến ngày hôm nay không? Em hỏi thật lòng á. Tới giờ thì không sợ nữa rồi. Hết như rồi. Ngày xưa. Và lúc đó cái giai đoạn khó khăn đó cả xã hội ai cũng biết. Với những người mà họ lên tiếng, họ nói như đúng rồi đó. Còn mình là ca sĩ, mình là người công chúng, mình không nào lên sân khấu hoặc live stream mình ra làm chửi tới đôi lại giống như giống vậy được. Đó. Và vô tình làm cho khán giả công chúng họ nghĩ rằng là cái người đó nói đúng. Đó. Mình bị mang tiếng. Đó. Cho tới khi giờ phút này pháp luật vào cuộc, đó, ai ra sao thì tự trả lời được rồi. Đó, cho nên là cái điều đó không còn ám ảnh này nữa. Đó, cái sự đó là sự làm cho mình cảm thấy bức xúc lắm, vì trong khi mình làm cái việc nó ngược lại, làm tốt, làm đúng. Đó, mình dốc cả tiền nhà mình đem đi cho người ta, tiền hát của mình, đó, mình đem đi tặng người này tặng cái giúp đỡ người kia. Trong khi mình bị mang tiếng ngược lại là ăn chặn những cái tiền tiền đó. Mình ức kinh khủng khiếp luôn. Mình bị oan ức, giả mang cho mình ức. Sau này không còn cái điều đó nữa. Dạ. Dạ vâng. Tôi giải tỏa mình đi. Vâng. Có điều nào mà anh chưa từng chia sẻ với ai hay là với đơn vị báo chí nào không? Có chứ em, rất nhiều. Mình đã dành làm phim của anh. À. Phim mà không được bắt vô phim nữa ông mà. À, đúng, Hào Quang Rực Rỡ. Thôi. Anh không, đó thôi. Anh cho em 10 phút nữa. Đúng, bây giờ anh cho em 10 phút nữa thôi. Là Hào Quang Rực Rỡ là một trong những dự án mà nhắc đến năm 2023 về Đàm Vĩnh Hưng không thể nào thiếu. Rồi, cái bộ phim đó hiện nay nhà sản xuất đã bàn với Hưng là mình sẽ dừng lại một thời gian. Đó, sau đó sẽ triển khai vào cái năm hợp tuổi Hưng hơn. Đó, ví dụ năm nay chẳng hạn hoặc năm sau đó, chắc chắn là sẽ làm. Hưng có vì ba cái lời lẽ linh tinh lang tang mà dừng lại không có. Anh nếu mà tóm gọn vào những tính từ hoặc động từ của năm 2023 thì anh sẽ chia sẻ những cụm từ nào về Đàm Vĩnh Hưng? Có vui, có buồn, dạ. Có thất bại, có thành công. Đó là sự thật. Em vừa hỏi bụp một cái thôi, anh ấy nói một câu rất là vần như đang làm thơ vậy đó. Dạ, có vui là có buồn cũng có luôn. Là có những cái lúc mà mình chưa được giải tỏa là cái buồn, mình bị tấn công bằng vào cái trang mạng xã hội của mình bằng những cái tội danh ở trên trời đổ xuống đầu mình là mình buồn chứ, đúng không? Rồi sau mình vui là vì những cái show diễn của mình á, khán giả đi khắp nơi đón nhận được, rồi sản phẩm của mình, album âm nhạc của mình thành công, đó, báo chí vẫn ca ngợi, vẫn yêu thương mình, đó là vui đó. Rồi con mình nó cho mình những cái khoảnh khắc hạnh phúc mình vui đó. Thất bại là có những cái MV, có những cái dự án mình tính toán nó không được như ý mong muốn, cái bộ phim mình dự kiến là sẽ bấm máy nhưng mà cuối cùng vẫn chưa đâu vào đâu hết đó. Đó, cái nhà sản xuất và nhà tài trợ họ chưa có tiếng nói chung với nhau đó, thì họ dừng lại đó, thì cũng là một thất bại đó. Còn thành công là thành công về live show, những đêm diễn đó nó có chung hết trơn á. Một cái đêm diễn được khán giả tới full kính rạp và vỗ tay rầm liên tục là cũng là thành công đối với Hưng. Một cái đi shopping để cả ngày không mua được gì cũng là một thất bại. Cho nên là đừng có nghĩ cái thất bại như nó ghê gớm, nên là nó hạnh phúc cái gì nó phải to đùng mới là hạnh phúc đó. Nghĩ đơn giản xíu mọi người đó, nó quá nhiều cái thứ đó trong cuộc đời của Đàm Vĩnh Hưng trong một năm thì không có đủ thất bại, vui buồn và hạnh phúc và thành công. Cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng ngày hôm nay. Anh nổi tiếng đến ngày hôm nay và luôn giữ được sự quan tâm của tất cả báo đài truyền thông và quý vị khán giả là một điều em thấy là xứng đáng nha, với cá nhân Hiếu Nguyễn. Bởi vì sao? Về sự tâm huyết, về tầm nhìn, về sự lì đòn và dám đối diện với sự thật thì hiếm có. Cảm ơn em. Và em chúc cho anh Đàm Vĩnh Hưng sẽ gọi là hào quang rực rỡ và luôn được quý vị khán giả yêu mến và được đón nhận tất cả các show của anh.